Khéo léo trên 10 đầu ngón tay của Minh Công. Và từ những trang giấy trắng và Minh Công đã biến hóa và chuyển hóa thành rất nhiều những tấm hình màu đỏ đậm. Vâng, và Minh Công thay đổi hình liên tục và rất nhanh. Từ màu đỏ đậm, Minh Công chuyển sang thành màu hơi nhạt. Và quý thầy cô giáo và các bạn học sinh hãy dành lại cho Minh Công một tràng vỗ tay thật lớn đấy nào. Vâng, xin cảm ơn quý thầy cô giáo và các bạn học sinh rất nhiều. Minh Công đang cầm là một chiếc ấm pha chè. Và ngay sau đây Minh Công sẽ rót hết nước từ bên trong chiếc ấm này ra. Và Minh Công sẽ tráng ấm. Và những giọt nước cuối cùng đang được Minh Công rót ra. Và như quý thầy cô giáo vẫn cho chè vào để làm đồ uống thì Minh Công lại cho hoa vào. Và trên tay của Minh Công bây giờ là một chiếc ấm trùng. Này Minh Công sẽ làm gì? Và Minh Công chuẩn bị nào? Xin mời. Vâng, xin được cảm ơn quý thầy cô giáo và các bạn học sinh rất nhiều. Và Minh Công đang bơm nước từ nách mình ra. Mà nách làm gì có nước mà bơm đúng không ạ? Vâng, những tràng vỗ tay của quý thầy cô giáo và các bạn học sinh đâu ạ? Vâng, xin được cảm ơn quý thầy cô giáo và các bạn học sinh rất nhiều.